Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Oppo A9 2020 còn chưa hết hot thì bây giờ chúng ta lại đã có Oppo A5 2020. À, có thể nói đây là một cái phiên bản nó có mức giá tốt hơn và nó sẽ phù hợp với nhiều các bạn sử dụng hơn. Tại vì nghe đâu như mình được biết là cái mức giá của con này cho cái phiên bản 3GB và độ nhớ trong thấp hơn thì sẽ chỉ có đâu đó tổng khoảng 4 triệu thôi. Hay là cái phiên bản như mình đang có ở đây với dung lượng RAM là 4GB và 128GB bộ trong thì mức giá nó sẽ chỉ loanh quanh đâu đó tầm dưới 5 triệu chính hãng ở thị trường Việt Nam. Mà nó vẫn có Snapdragon 665, vẫn có pin 5000, hay vẫn có những cái trải nghiệm rất là ngon liên quan đến màn hình hay là cái camera. Thì các bạn nghĩ sao về cái điện thoại này? Đã hay là không? Đó. Mình thì mới nhận máy và bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở hộp để xem bên trong nó có những cái gì. Thì ví dụ như chúng ta sẽ có sạc này, cáp và tai nghe. Nói chung là phụ kiện cũng không có thứ gì bất ngờ cho lắm cả, và các bạn sẽ vẫn có ở đây là một cái ốp. Đó, bỏ qua luôn. Nói chung cũng không có thứ gì bất ngờ cho lắm nhá. Và đây là Oppo A5 2020 sau khi mà mình đã khởi động lên xong. Thì cái trải nghiệm đầu tiên của mình khi mà cầm trên tay cái máy này và nhìn lướt qua thì nó cũng không khác gì nhiều so với con A9 2020. Từ cái việc màn hình mặt trước kích thước cũng tương tự, hay là cái độ phân giải màn hình cũng chỉ là HD cộng tương tự. Nói chung là cũng không khác biệt nhau quá nhiều, hay thậm chí đến cả cái trọng lượng á. Thì bởi vì cái máy này nó cũng có dung lượng pin rất là lớn, lên tới là 5000 mAh. Thế nên cái cảm giác về cân nặng nó cũng có thể nói là tương tự. À, chỉ khác một cái đây là mặt lưng. Các bạn có thể thấy là nó không có cái kiểu màu mè đẹp giống như là A9 2020 mà thôi. Còn cơ bản là từ vị trí logo này, thông tin này, camera rồi là cảm biến vân tay thì hai con y hệt nhau hoàn toàn luôn về cái thiết kế mặt lưng như thế này. Cũng không có điều gì để phản ánh quá nhiều. Thậm chí kể cả khu vực loa bên dưới, cổng USB Type-C, lỗ mic hay là cái jack cắm tai nghe 3.5mm thì A9 2020 và A5 2020 giống nhau hoàn toàn. Và cái cấu hình của nó cũng là Snapdragon 665. Và như cái phiên bản này thì cũng là 4GB RAM rồi 128GB bộ trong. Thì nó cũng tương tự như là con Oppo A9 2020. Vậy thì cái bị rút gọn của nó là cái gì? Thì nó chính đến từ cái camera. Ở camera trên Oppo A5 2020 thì nó vẫn có một cái thông số rất là tốt, bởi vì chúng ta có tổng cộng tới 4 ống kính phía mặt lưng sau. Một ống kính chính 12 chấm, một ống kính góc rộng 8 chấm, thêm hai cái ống kính nhỏ với độ phân giải là 2 chấm, một cái là đo độ sâu trường ảnh và một cái là kiểu dạng đen trắng nữa. Nói chung là cũng tương tự hoàn toàn như là cái số lượng camera với con A9, chỉ khác biệt là cái chất lượng nó thấp hơn một chút xíu mà thôi. Hay là cái camera selfie thì chúng ta cũng sẽ chỉ còn cái độ phân giải đấy là 8MP thay vì là 16MP với khả năng chụp hình selfie rất ngon của con A9 2020. Thế thì rõ ràng luôn là cái này chỉ bị rút gọn một chút về phần camera. Thì nếu như bạn nào không thực sự quá quan tâm đến cái camera thì đây lại là một cái sự lựa chọn nó ngon hơn, nó tốt hơn và nó kinh tế hơn rất là nhiều. Bởi vì các bạn tiết kiệm được 6990 mà rút gọn đâu đó chỉ còn tầm 4 triệu, khoảng 5 triệu. Thì các bạn tiết kiệm được tận 2 triệu mà sẽ chỉ phải đánh đổi một chút đến cái phần camera này mà thôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Đã không? Con này thực sự nó khiến mình khá là bất ngờ, bởi vì trong cái tầm giá này nó có pin quá trâu với dung lượng pin lên tới là 5000. Thực sự cái trải nghiệm về pin thì cũng không thể nào bàn cãi được quá nhiều, tại vì quá trâu luôn. Pin 5000 mà chỉ là màn hình HD cộng thì cũng không có gì được điều gì để phản nàn. Hay là thậm chí nó cũng sử dụng cái con chip Snapdragon 665, một cái con chip mà nó cải thiện rất nhiều về cái mặt hiệu năng so sánh với Snapdragon 660, và cũng cải thiện luôn về vấn đề nhiệt độ giúp cho các bạn có một cái khả năng thực thi tốt hơn và ngon hơn. Đó, vậy thì các bạn thấy sao? Nó có xứng đáng để là một trong những sự lựa chọn tốt nhất trong cái tầm giá này hay không mà thôi. Thực ra thì cái mức giá mà mình nhận được nó vẫn chỉ là mức giá dự kiến thôi. Nếu như các bạn thực sự quan tâm thì có thể tham khảo tại 7S, link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video. Các bạn click vào thì sẽ cập nhật cái mức giá tại thời điểm các bạn đang xem video, và cập nhật luôn cả những cái chương trình khuyến mãi kèm theo, ưu đãi kèm theo các thứ. Và mình tin là nó cũng sẽ có cái mức giá tốt hơn rất là nhiều nữa. Thế nên cơ bản là với con Oppo A5 2020 này thì phải nói là ok. Ok về cái thông số phần cứng, cấu hình, ok về cái dung lượng pin, hay là ok về cái kích thước màn hình. Vậy thì nó còn những cái thứ gì khác nữa? Thì như cảm nhận của mình cái máy này khá là nặng, đầm tay và nó hoàn thiện 100% từ nhựa. Ui, mặt lưng bóng thì màu đen rất là đẹp, nhưng nó bám dấu vân tay này các thứ này. Nên mình nghĩ là các bạn cũng nên đeo ốp lưng vào để mà khiến cho cái cảm giác cầm nắm trở nên tốt hơn, và cũng như khiến cho mặt lưng nó bảo vệ được tốt hơn. Bên trong cũng đã tặng kèm sẵn một cái ốp lưng như thế này rồi. Hoặc là không, các bạn cũng có thể dán da trang trí các kiểu, tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn mà thôi. Chúng ta vẫn có cổng USB Type-C, các bạn vẫn có jack cắm tai nghe 3.5mm đủ hết. Thậm chí cái màn hình này của Oppo A5 2020 thì họ cũng đã dán sẵn một miếng rồi. Các bạn cũng không cần phải quá lo lắng cái việc đấy là tìm phụ kiện dán màn hình các thứ bên ngoài làm gì. Mua về sẵn là dùng luôn. Đó, nó có hiệu năng phải nói là ổn trong tầm giá ra gì và này nọ. Nói chung là đánh đổi một chút đến cái phần màn hình, cụ thể hơn là cái độ phân giải màn hình, thì các bạn nghĩ sao?
Và đặc biệt tuy là cái phiên bản có thể nói là mức giá dễ chịu hơn của A9 2020, nhưng A5 2020 vẫn có đầy đủ cái trải nghiệm liên quan đến Dolby Atmos, tức là hệ thống loa ngoài stereo. Và mình cũng sẽ thử luôn một cái đoạn video để các bạn có thể nghe thấy nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng, và hôm nay đấy, mình đang có ở đây là Oppo A9 2020. Chúng ta đang ở năm 2019, tuy nhiên đã có những sản phẩm của năm 2020. Đó. Đây là hệ thống loa stereo khi mình che cái loa bên dưới. Chúng ta vẫn có cái hệ thống loa bên trên này với một âm lượng rất là lớn. Đó. Vậy nên nếu như các bạn mà thực sự muốn có một cái trải nghiệm khi mà chúng ta giải trí xem phim, nghe nhạc các thứ với một chất lượng loa ngoài thực sự tốt thì A5 2020 cũng là một sự lựa chọn ok. Thế nên nói chung ở cái tầm giá của nó, các bạn có màn hình lớn, pin trâu, cấu hình ok, loa ngoài hay, thiết kế cũng khá ổn. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Đánh đổi một chút với cái độ phân giảm màn hình thì các bạn nghĩ sao? A9 2020 có thể nhiều bạn sẽ suy nghĩ, nhưng mà mình tin A5 2020 sẽ ok hơn. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Đừng quên là nếu như muốn tham khảo mức giá cụ thể hơn tại thời điểm các bạn đang xem video với rất nhiều ưu đãi kèm theo thì có thể tham khảo tại 7S, link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video. Còn bây giờ mình xin dừng video lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.